Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ô tô Sài Gòn. Mình sẽ vào chủ đề chính luôn, không vòng vo nữa. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cách âm trên xe hơi. Mỗi xe thì sẽ có một cách tối ưu cách âm khác nhau, mà trong đó thì vật liệu cách âm đóng vai trò rất là quan trọng. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một cái gara được mệnh danh là động cách âm. Đây luôn nè, Pro Auto. Trời ơi, mới sáng thứ hai thôi mà xe đông quá trời đông luôn. Làm kiểu này rồi tiền đâu để đâu cho hết trời. Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Khá, sếp của Pro Auto. Chào Tân, chào anh em. Mình là Khá, CEO của Pro Auto. Thì ngày hôm nay rất vui được đón tiếp Tân và anh em đến với Pro Auto. Dạ, thì tất cả những xe đang bên mình hiện giờ là đang làm cách âm luôn hả anh? Thì đa số hầu như 80% xe đậu trong đây là đang thực hiện cách âm chống ồn. Vậy may mắn quá, trùng hợp một cái là em cũng mới mua con xe mà bị cái là nó ồn quá anh. Mà em lên mạng em coi vật liệu cách âm thì nó bị rối quá, em không có cần một cái sự tư vấn chính xác. Thì hôm nay em tới anh là nhờ anh tư vấn giùm em về cái cách âm trên xe hơi. Đó, anh em mình vô. Ok, mời em nha. Thú thật với anh Khá thì không chỉ riêng em mà cũng rất nhiều người vẫn đang lăn tăn về cái vấn đề cách âm xe hơi. Đó là không biết là cách âm làm sao cho hiệu quả và nên chọn cái vật liệu cách âm nào cho chất lượng. Thì đó là lý do mà hôm nay em tới đây để nhờ anh tư vấn cho em nè. Nhờ cái xe này cũng đang cách âm gần xong rồi anh ạ. Giới thiệu với em, đây là một cái xe Kia Carnival mà được bên anh đã làm cách âm toàn diện xong rồi. Thì bên mình đang sử dụng cái vật liệu cách âm thương hiệu nào anh ha? Thì đây chính là cái vật liệu mà bên anh sử dụng, Silent Raw. Vật liệu được bên anh nhập từ Nga về luôn, Man Russia. Nghe Silent là thấy uy tín rồi đúng không anh? Nhưng đúng mà em đang thắc mắc là vì sao em nên lựa chọn cái thương hiệu này để cách âm trên xe, thì nó có những cái ưu điểm gì nổi bật so với những cái thương hiệu khác anh? Thì như anh mới vừa nói, đây là vật liệu được bên anh là nhập trực tiếp từ Nga về luôn, là Man Russia. Nó được dập tên từng sản phẩm luôn. Thương hiệu xuất xứ rất là rõ ràng. Cái thứ hai là vật liệu chịu nhiệt độ cực kỳ cao, 145 độ C luôn, đạt hiệu quả giảm ồn tốt và được bên anh là bảo hành vĩnh viễn, không mùi luôn, không ù tai. Nghe là cũng em hơi thích rồi đó. Thì không biết là đối với những cái xe thì mình nên cách âm những cái vị trí nào anh ạ? Vị trí thì dạ. Như là như xe này em có thể thấy là cách âm sàn xe, cửa xe, hóc bánh và khoang máy, đó là những vị trí mà chúng ta nên cần cách âm để đạt hiệu quả giảm ồn cao nhất. Em thấy thì ở đây sàn xe thì nó có là hai lớp rồi đúng không anh? Đúng rồi, sàn xe thì mình sẽ làm hai lớp em, một lớp cách âm và một lớp tiêu âm. Ngoài vật liệu cách âm thì bên anh còn thêm một cái vật liệu tiêu âm nữa. Silent Raw của Nga thì nó có độ dày tới 10 ly luôn, như em có thể thấy ở phía dưới là chúng ta dán một lớp cách âm xong chúng ta dán thêm một lớp tiêu âm lên. Thì lớp tiêu âm này nó có nhiệm vụ là nó triệt tiêu tạp âm để không gây ra tiếng ồn. Cực kỳ hiệu quả luôn. Có nghĩa là bất kỳ vị trí trên xe, là sàn xe rồi cánh cửa, là lúc nào cũng phải có một lớp cách âm rồi đến một lớp tiêu âm. Đúng thì rồi nó em. Mới hiệu quả là đúng không anh? Đúng rồi. Dạ thì không biết là nếu mà để lắp, ví dụ như cái Kia Carnival này đi. Vậy tổng mình lắp hết những cái vật liệu cách âm này thì cái trọng lượng nó tăng thêm có biết có nhiều không? Nó khoảng 30 kg em, nó khoảng tăng thêm khoảng 30 kg. Dạ 30 kg. Thì em nghe nãy giờ thì cũng thấy thích rồi đó. Thì không biết là có quan trọng hơn vẫn là giá. Đó thì không biết là bên mình đang có một cái chương trình khuyến mãi hay là như thế nào cho thì, cái cách âm xe hơi này không anh? Thì bên anh cũng đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó chính là giảm 10% cho các anh em ở trên diễn đàn ô tô Sài Gòn nha. Diễn đàn giảm 10%. Dạ giảm 10% cho tất cả các thành viên trên diễn đàn ô tô Sài Gòn khi mà lại Pro ô tô cách âm. Em đang có một cái thắc mắc, đó là với từng cái xe trong từng phân khúc khác nhau á, thì nó có khác nhau về cái vị trí cách âm trên xe hơi không anh? Ví dụ như xe phân khúc này thì mình cách âm ở đây, nhưng mà xe phân khúc kia mình cách ở chỗ khác. Không em, xe SUV hay là MPV hay là sedan là các vị trí cách âm nó đều như nhau hết. Giờ là mình cũng đều làm sàn xe, rồi hóc bánh, rồi khoang máy, rồi cửa. Các vị trí là như nhau. Nhưng mà ví dụ là em là một người có một cái ngân sách gọi là hẹp đi, thì em có thể bỏ bớt một cái vị trí nào ở trên cái xe của mình hay không? Bớt cách âm chỗ nào không? Có em, giống như những khách hàng mà đến bên anh họ thường làm là hóc bánh, hoặc là họ chọn làm cửa, họ chọn làm sàn. Thì các anh em nhiều khi mà chạy xe, trong quá trình chạy xe các anh em nghe ồn ở chỗ nào nhiều á, thì các anh em sẽ đến làm ở vị trí đó trước.
Rồi sau này mấy anh em có ngân sách, mấy anh em nâng dần lên gối thành gối toàn diện thôi. Đâu giờ mình thử mình xem một số xe khác, em thấy ngoài kia anh em có đang thi công mấy xe khác, rồi mình ra ngoài xem ha. Đây đây thì sẵn đây anh cũng mời em tham quan một vòng xem những cái xe khác để đang thực hiện, đang cách âm bên công ty anh. Dạ dạ. Và đây đây là cái con Kia Carnival bên anh đã làm cách âm xong rồi. Là mấy anh em đang tiến hành là lắp ráp vào cái vật liệu mà để sử dụng cho xe này cũng là xe lành rồ của Nga luôn. Dạ. Để vẫn đầy đủ là miếng cách âm và tiêu âm đúng không anh? Đúng rồi. Mà em thấy ở một chỗ thì một số chỗ thì họ không sử dụng cái vật liệu tiêu âm như thế này mà họ sử dụng những cái mút màu trắng. Thì không biết cái đó là chất liệu như thế nào anh ha? Cái vật liệu tiêu âm của đó thì anh không tiện để mà bàn sâu, tại đó là cái vật liệu tiêu âm của bên cửa hàng khác. Dạ. Nhưng mà đây vật liệu tiêu âm của bên anh là anh chọn cái loại mà cao cấp nhất của bên Nga luôn, để đảm bảo nó triệt tiêu được tạp âm cực kỳ hiệu quả. Dạ. Vậy theo anh Khá thì có những cái yếu tố nào để làm nên một cái cách âm xe hơi nó hoàn chỉnh, hoàn thiện nhất? Nó có 3 yếu tố em. Yếu tố thứ nhất mà quan trọng nhất đó chính là cái vật liệu cách âm. Vật liệu cách âm tốt thì nó sẽ mang lại hiệu quả giảm ồn cao. Và cái thứ hai nữa là cái quy trình thi công. Thì quy trình thi công nên lắp những vị trí nào rồi nên làm ra sao. Cái thứ ba nữa đó chính là cái kỹ thuật viên, những anh em mà trực tiếp làm á, thì những anh em nào mà đặt tâm huyết vào làm thì nó sẽ hiệu quả hơn là những anh em mà làm ẩu. Dạ đó. Dạ tổng cộng có 3 yếu tố là vẫn là chất lượng thì Silent Pro thì mình khỏi bàn rồi. Tiếp theo nữa là vị trí cách âm nó hiệu quả, và cuối cùng là cái tay nghề của anh em thợ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Và đây là cái con Kia Sorento đời 2022, khách vừa nhận xe xong mà đưa qua bên anh làm cách âm luôn. Dạ. Thì ở đây khách cũng chọn là vật liệu là Silent Pro của Nga. Hiện tại thì Silent Pro của Nga là bên anh là đang có hơn 100 đại lý trên toàn Việt Nam luôn. Dạ. Cũng có thêm một lý do này để lựa chọn cái thương hiệu Silent Pro này để cách âm đúng không các bạn? Chà, đúng là anh Khá tư vấn xong cảm giác như là mình hiểu rất nhiều hơn về cái vật liệu cách âm trên xe hơi nữa. Silent Pro, một vật liệu cách âm gọi là chất lượng cao nè. Được bảo hành vĩnh viễn và có hơn 100 đại lý phân phối tại thị trường Việt Nam nữa. Tội gì mà không cách âm đúng các bạn. Và các bạn nào mình muốn trải nghiệm cái vật liệu cách âm này trên chính chiếc xe hơi của mình, mình có thể đến Pro Auto, địa chỉ sẽ được hiển thị ở bên dưới màn hình. Và nhớ rằng là thành viên của diễn đàn ô tô Sài Gòn sẽ được giảm 10% nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.